Oh man, ok baby. Mình tính nhá mọi người. À, mày đứng đây mày chết này. Đậu xanh này Slovic 18 hả? Tuổi gì em? À đủ, công lên luôn. Sợ quá anh em ơi. Đây, câu liệu này. Mày này, chạy đâu hải em ơi. Full liệu nhá. Yes, tuyệt vời. Xong rồi anh em. Oh man. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo. Shopsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay Kẹo nhảy dù ở ngay khu vực đó là tháp đồng hồ nha mọi người. Ok luôn này. Ui, vãi cả trưởng, thanh niên nào đây? Đùa nhau hả? Rồi nhau ok. Một mạng đầu tiên. Phải nói là khá là xui cho thằng bé kia luôn anh em ạ. Và trong video này ngày hôm nay thì mình sẽ có cốt gói trang phục sơn tinh để tặng cho mọi người nha. Ok. Lần nữa thì Kẹo sẽ để cái cốt bất kỳ ở trong video nha mọi người. Thế nên là anh em đừng bỏ lỡ bất cứ một cái đoạn video nào cả. Rồi nha ok. Một mạng đầu tiên anh em thấy là có đơn giản không ạ? Và vẫn là cái bộ trang phục siêu nhân này thì mình cần gì phải ngại thanh niên nào đúng không anh em? Rồi nha, lên trên kiếm người nào. Hello hello. Hello, trên này có ai không vậy? À đây rồi. Đây rồi nha mọi người. Ui dồi ôi vỡ đầu. Đáng thương chưa kìa. Rất nhanh mọi người ạ. Ui vãi hà này. Có người này. Đùa nhau này. Ui vãi. Bắn rát thế. Nhưng mà không sao anh em ơi. Với cái khả năng xử lý của mình thì format mình vẫn bắn nó ok luôn. Mình không ngại gì cả. Rồi nhá. Khá là ngon. Và tầm này thì Kẹo ngồi quần máu cái đã. Không quần máu cẩn thận là phải nói là khá là khó chơi. Đơn giản thì khi mà các bạn đầy máu thì các bạn chơi game nó rất là tự tin và rất là khô máu luôn. Và đây anh em, vô anh em thì đây nó là cái cốt trang phục sơn tinh nhá. Ở đây thì Kẹo có 3 cốt và một gut cốt thì một người sẽ sử dụng được nha mọi người. Ok, tặng cho ba bạn nhanh tay nhất vào game và nhập cốt nha. Đó. Rồi nha thì nếu như mà anh em nhập được các bạn đừng quên đó là hãy comment để cảm ơn Kẹo nhá. Đó. Thì đơn giản thôi, các bạn vào trong mục thông báo của game. Anh em vào mục nơi nhập gut code nó rất là dễ. Và đây là code vĩnh viễn nhá. Không anh em lại bảo Kẹo là anh ơi em mở ra hộp thì vãi trưởng. Rõ ràng thì những cái code mà Kẹo tặng cho anh em, code trang phục thì đều là code vĩnh viễn nhá. Và phần quà dành cho những cái bạn nào mà không nhanh tay nhập được code thì ok cũng có luôn. Đó là anh em hãy comment ID game. Và trưa mai thì mình sẽ tổng hợp ID game và sẽ tặng kim cương cho mọi người nha. Tất nhiên là lựa chọn được khoảng là 4-5 bạn may mắn gì đó. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi nha, và anh em ơi, mau mau nhanh tay comment ID game nào. Ok này. Và hiện tại thì Gạo đang sở hữu cái combo súng đấy là AK với lại thì VSS. Với VSS skin đạn tử thần thì mình thấy là không có quá nhiều khác biệt. Chẳng qua thì nó sẽ có cái tính năng gọi là bắn rút máu. Nhưng mà đam của nó thì lại giảm đi. Nói chung là nó cũng bình thường anh em ơi, không phải lắm đâu. Rồi nha ok. Thì mình đang kiếm một cây súng xịn hơn để đổi. Chứ còn là mình thấy là combo AK chơi với lại VSS thì thật sự là nó không ổn lắm. Đây và anh em ơi, trong video thì vẫn đang còn cốt bộ trang phục sơn tinh nhá. Thế nên là các bạn ơi, các bạn đừng rời mắt khỏi video nhá. Ok. Ui, vãi cả trưởng. Bắn ra thế anh em, đùa nhau. Thằng này bắn kinh phết luôn anh em. Và mọi người ơi, vào đây thì Kẹo nhớ anh em xíu nè. Các bạn đang xem video trên kênh của Sĩ Kẹo thì các bạn cho mình một lượt like này, các bạn cho mình một lượt chia sẻ nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok. Tập này thì trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 23 người chơi thôi. Nãy thì có một đứa trong xưởng bắn mình ghê quá anh em. Thôi không sao, hôm nay mặc bộ trang phục siêu nhân nên là chiến đấu như siêu nhân luôn. Vãi. Đấy, thằng bé lại cần trộm này. Vãi. Đùa nhau. Tập này thì Kẹo hết bom keo rồi nha mây nên là khá là khoai luôn. Uầy vãi trưởng đấy anh em đừng đùa. Hơi bị khoai nhá. Rồi nha anh em đây, Kẹo đứng tạm đấy nhá. Hóng nào hóng nào. Có giỏi qua đây em ơi, anh lại sợ chú quá cơ. Đậu xanh. Anh em thấy không ạ, thằng bé đang đứng núp này. Ở ngay cái cột thôi. Giờ đây em ơi. Uầy thấy chưa thấy chưa. Anh cầm VSS bắn rát chưa hả em ơi. Bắn nó lại cắt máu cho đau đúng không nào. Đậu xanh này. Uầy nó chạy vào trong rồi. Nói chung thì tầm này là mình hết từ máu rồi. Nên là mình sẽ không chơi liều.
Và thêm vào đó thì chắc là mình sẽ quay trở lại cái khu vực đó là tháp đồng hồ để kiếm thêm máu đã. Mong là cái lúc mình chạy xuống thì không bị nó dí theo, không là lại sinh mộ. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, trong cái trường hợp mà anh em bom keo còn không có này, cũng như là máu thì không còn túi nào, thì mình nghĩ là nên rút lui để bảo toàn cái mạng sống. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Rồi ok, let's go qua phía này nha mọi người. Hôm nay thì nói chung là mình cầm cái cây VNS này mình test xương xương thôi, thấy cũng ngon. Nhưng mà đây, thôi thì đổi qua MP40. Đấy, bắn cho nó đã anh em ạ. Không là gặp mấy thằng địch ở gần thì đúng là cầm VNS thì phải gọi là xoắn quẩy luôn. Tan tan, phía đây có ai không ta? Rồi nãy thì mình lượm thêm được 3 tí máu cũng khá là ổn. Ui, có người này. Vừa nói sau này. Chính nó luôn anh em ơi nào. Ui, chạy đổi không em ơi. Ui dồi, AK bắn rất nhanh, rất mạnh luôn. Đơn giản thì kẹo dùng skill AK dùng lửa mà lại. Thế thì chơi lại làm sao được hả bạn ơi? Giống nhau, ok, chúng ta có ba lô này. Đó, và thêm rất nhiều đạn tiểu liên và có thêm cả bóng keo nữa. Phải nói là quá là ngon rồi mọi người. Rồi nhá, ok. Nhưng mà từ đầu trận đến giờ thì kẹo mới có được 4 kill. Thế này thì hơi bị ít mọi người ơi, không sao, yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng kiếm thêm vài kill nữa cho anh em luôn nhở. Không đùa. Nói chung là mục tiêu thì cứ tầm khoảng là 10 kill top 1 là ok rồi. Chứ mình là mình không cần nhiều kill đâu. 10 kill nó giống như kiểu là tiêu chuẩn anh em ạ. Đấy, giống như kiểu là điểm 10 vậy. Rồi nha, anh em đã sẵn sàng chưa? Và chuẩn bị đây sẽ là cốt bộ trang phục sơn tinh cho anh em nhé. Tiếp tục thêm Ghost Code để cho mọi người này. Anh em mau mau vào game và nhập những cái Ghost Code này nhận bộ trang phục sơn tinh nhá. Đó, ok. Thì có 3 cốt dành cho 3 bạn nhanh tay nhất nhá. Đó, thì anh em có thể là tạm dừng video lại. Và các bạn vào trong game nhập thì nó khá là đơn giản thôi. Ui, từ nãy đến giờ thì kẹo kiếm thêm bông keo. Tranh thủ là kiếm thêm bông keo thôi nhưng mà không có. Nản thật sự luôn, nhiều khi là bom keo nó khá là khó kiếm. Nhiều khi thì nhiều bom keo quá và anh em không có ba lô để lượm cơ. Đấy, thường là trong cuộc sống nó hay có những cái tình huống mà nó khoai như vậy. Và ngay cả ở trong game thì nó lại còn khoai hơn nữa chứ chẳng đùa. Rồi ok, chạy nhẹ nhàng qua sông cái nào. Ok mọi người, tầm này không biết là anh em đã ăn chiều ăn tối chưa nhở? Riêng kẹo thì chưa đâu. Hôm nào thì cũng cố gắng, cứ phải gọi là hoàn thành video cho anh em xong thì ăn gì thì ăn. Đó, được rồi. Uầy, mệt không mệt không? Anh em thấy mệt không? Tôi chạy nãy giờ đấy, có thấy ai đâu. Khổ lắm. Leo rank đầu mùa thì anh em toàn ngồi nhà anh em trốn, hoặc là anh em ngồi tròi. Toàn các dân chơi thủ nhà. Riêng kẹo là kẹo cũng hơi nể luôn. Thì thoảng lâu lâu mình chơi một trận đấu gặp 3-4 đứa thủ nhà cùng lúc nên là mình cũng từ bỏ. Đơn giản là công lên là những cái vị trí vô cùng là bất lợi. Thôi thì đây, chúng ta quay trở lại thung lũng coi và... Hello, annyeonghaseyo. Có ai trên đây không vậy? Không có ai luôn, chán nản thật sự. Rồi ok. Đậu xanh. Nãy giờ từ đầu trận đến giờ đây là chơi game được gần 8 phút rồi anh em ơi. Mà mới có được 4 kill này. Vai cả trưởng, thế này chơi gì? Đậu xanh. Ui, chỉ thấy anh em hạ gục nhau liên tục, trong khi tôi chẳng thấy ai cả. Chán thế chứ lại. Rồi ok, chắc là mình lận lờ qua cái phía thung lũng này xem như nào này. Ui, hôm nay VNS với cái trang bị đạn tử thần thì nó xuất hiện rất là nhiều. Nhưng mà kẹo thì kẹo không chơi. Kẹo chơi combo này AK với lại MP40 là ổn rồi. Và mình nghĩ là nếu mà kiếm được thêm XM8 thì ngon. Còn không thì vẫn cứ combo này mà gáy. Nói chung là không cần ngại một con thằng nào luôn nhá. À, bên trước có người anh em ơi. Ngay phía bóng keo bên tay phải này. Oh man. Thôi thì kẹo đứng tạm đây. Đứng tạm đây thôi anh em. Rồi nhá. Nào, thằng kia. Ra đây em ơi. Ra đây solo này. Rồi ok. Ui, vãi trưởng phía sau kìa. Đậu xanh bắn ra thế anh em. Thôi ok, mình ngồi đây mình quần tạm máu đã. Ui, các ông chơi tôi thế này có chết không chứ lại. Thế luôn thằng bé bắn cho phát rát vãi trưởng luôn. Rồi mọi người, chạy qua phía này nhá. Đấy, biết ngay là có người mà. Xong ok, 5 kill. Thằng kia qua không? Qua không solo lần này. Ui vãi, ngon XM8 luôn. Ui đã ghê anh em ơi. Công nhận là khá là phê luôn. K
cầm trên tay cái X18 thì lo gì nữa hả? Ui, và phải nói là bắn như hack luôn, hạ gục thằng kia đơn giản. Rồi kêu quần máu nào. Yes, quá là ngon. Và anh em thấy chưa, combo hot nhất OB20 chính là combo X18 với lại thì là MP40 luôn. Phải nói là một combo cực nhanh, cực mạnh và bắn cực đã luôn. Anh em cầm combo này không top 1 nữa phải gọi là phí súng luôn anh em, đừng đùa nhờ. Rồi ok, số người chơi còn lại rất là tròn chỉnh và còn lại 10 người. Ở đây sẽ là tiếp tục code sơn tinh kẹo muốn tặng cho anh em nha. Lần này sẽ có 2 code và dành cho 2 người nhanh tay nhất. Ok, các bạn nhanh chóng vào game và nhập cái code này nha mọi người. Anh em nhập được thì hãy comment ngay bên dưới video giúp kẹo nhá. Rồi ok, đây mọi người ơi, tranh thủ thì kẹo lượm thêm trang bị đã nhỉ. Ây, lại có thêm đạn tổ liên nhờ, cũng khá là ngon. Mà cơ bản thì kẹo muốn lượm nhiều đạn súng trường hơn xíu. Đơn giản thì X18 sẽ là cây súng chính của mình luôn. Bởi vì là tốc độ của X18 bây giờ bắn rất là nhanh. Và nhiều khi là tôi cầm X18 tôi solo với tiểu liên này, solo với shotgun thì ăn bình thường, phải nói là ăn tốt luôn là đằng khác nhá. Rồi nha, bo thì ngày càng nhỏ hơn nữa. Và để kiếm người tầm này thì hơi bị khó. Đây ok, chắc là mình lượn lờ qua phía đây coi. Tầm này thì ổn hơn rất là nhiều so với lúc nãy. Lúc nãy là để bóng keo thì kẹo cũng không có, đến máu kẹo cũng không có. Nhưng bây giờ đây, 7 túi máu và 5 trái bóng keo, anh em thấy đã đủ để lấy top 1 chưa nhỉ? Riêng kẹo thì thấy là khá là tự tin rồi đấy. Rồi ok, với con xe motor chắc nữa thì cán người cực kỳ là dễ. Giờ chỉ cần là đủ một đứa này, bọn Lạc Hải ơi, đậu xanh này dựng bóng keo rất nhanh luôn và ui, trận ổn không em? Giờ đây em ơi, đủ ui, phải nói là nó dựng bóng keo rất là nhanh luôn, còn nhanh hơn cả mình nữa, được lắm em ơi. Đủ, được lắm em ơi, xong luôn và yes, kill thứ 7 dành cho kẹo. Ok, và kẹo cuốn full máu cái đã. Rồi nha mọi người, khá là ngon. Đấy, và đây, anh em thấy chưa? Vậy là kẹo có 2 băng đạn nhanh luôn, phải nói là khá là ổn. Và được rồi mọi người ơi, ở đây thì còn nỏ nữa. Riêng kẹo thì kẹo không xài nỏ nên là khỏi cần lượm luôn nha. Ui, công kill nhau nhanh thật sự luôn tầm này nhá. Tôi xem các ông ở đâu tôi solo các ông luôn. Và đây chỉ còn lại 5 người chơi nữa. Anh em đoán xem, riêng tôi là tôi tự tin luôn, tôi hạ ngục 5 đứa còn được luôn. Hôm nay sẽ phấn đấu trên 10 kill luôn cho nó gấu. Đúng không? Bình thường thì kẹo bảo với anh em là 10 kill top 1 là ổn rồi. Hôm nay trên 10 kill luôn. Thế mới sợ chứ anh em nhở. Cứ phải chơi lầy như thế nó mới sợ. Rồi ok, nhưng mà quan trọng là không thấy địch đâu. Thì đấy nó là cái vấn đề chính anh em ạ. Có người. Một đứa ngay trước mặt ạ. Úi dồi ôi, ăn đại X18 này và rất nhanh bạn ấy đã lên 3 điểm số. Uầy. Đáng thương thật sự luôn. Và đây, chỗ này có người đây. Tông nó. Ồ vãi, hơi nhỏ, xe không đi xuyên qua được. Và xong, lên bảng kill thứ 9 dành cho sĩ kẹo. Đứng đây tiếp tục cuốn máu lần nào. Oh man. Rồi ok nha. Đây, có thêm đạn súng chưa này. Rồi ok. Quá là ngon luôn. Và mình sẽ chạy vào trong bo cái đã. Đây, đứng tạm cho này nhá, cuốn máu nào. Mà còn cái mũ răm nó hơi nát, chắc là sửa luôn. Rồi nha, mới chưa, ngon chưa anh em? Tuần này mà còn có thêm cái nòng súng level 3 nữa, hoặc là nòng giảm thanh thì phải gọi là quá bá luôn. Với cây X18 hiện tại thì kẹo, ui, vãi cả trường. Đang đứng gọi là tinh vi bốc phét thì ui, một thằng nó làm cho VR đúc. Đúng là nhức cả người. Hình như là thằng bé đang ở trên tròi anh em ơi. Ui, phản đề căng thật sự luôn. Không sao, hiện tại thì kẹo đã bơm đầy máu rồi. Và chắc là mình sẽ chạy vào bo theo một cái hướng khác. Đây, chạy vòng hẳn qua phía này luôn. Ui, vãi, anh em thấy chưa? Thằng bé bắn mình rát vai trưởng luôn, thề luôn. Mỗi lần dính đạn đúng khóc luôn anh em ạ này. Thật sự này, nó bắn hết sạch máu của mình luôn. Và tầm này thì kẹo chỉ còn lại có 1 tí máu thôi. Thôi bạn ơi, bạn ơi, tha cho mình đi. Vai cả trưởng này, 45 máu đây. Ui, sợ thật. Ui, tầm này bị địch nó dí cho. Vai trưởng. Căng. Có mỗi X18 với lại cái cây này MP40 cũng hơi xoắn quẩy. Rồi ok, bo thì đang thu lại nữa. Và kẹo tính là vứt chảo để chạy cho lẹ, chứ còn là cầm chảo nữa thì không chạy nổi. Rồi ok, và kẹo vừa quần máu rồi. Tầm này thì sẽ đầy máu thôi. Vai cả hàng nãy giờ.
bị cái thằng phía sau nó cầm á đúp nó dí cho. Sợ thật sự. À, ok, ok. Mày giỏi mày ra đây. Đúng rồi này, chạy này. Làm sao hả em ơi? À, sự mong keo nhanh phết nhở. Được. Hay lắm. Kể mà nó không có mong keo thì khả năng cao là mình bắn cho xanh mộ rồi đấy. Ui, ở trên con người này. Vai cả trưởng, vai cả trưởng. Xong, ngon lành. À, ngồi canh anh à. Được. Hay, ngồi canh anh à. Ui vai. 37 máu đây. Bạn ơi, bạn cầm a đúc bạn bắn thấm thế. Vai sợ thật luôn anh em ơi, thằng bé này. Căng thật sự. Ủa. Căng. Rồi nha, ok. Chắc là mình sẽ chờ bo thôi. Bo chuẩn bị thu lại rồi nhá. Thằng kia thì nó có lợi vai ra. Và còn thêm một thằng nữa cơ. Thì mình chưa thấy vị trí của một thằng nữa. Chỉ thấy mỗi thằng ở dưới thôi. À, ok ok, để con nào, để con nào. Sẽ lấy một keo cái đã. Đánh vào tâm lý nó luôn anh em ơi. Rồi chạy đi bạn ơi. À, thấy rồi nhá. Thấy thằng nữa rồi nha anh em ơi. Ngay bên phía bên tay phải mình luôn này. Oh man, ok baby. Bình tĩnh nha mọi người. À, mày đứng đây mày chết này. Đậu xanh này Slovic 18 hả? Tuổi gì em? À đủ, câu lên luôn. Sợ quá anh em ơi. Đây, câu liệu này. Mày này, chạy đâu hải em ơi. Full liệu nhá. Yes, tuyệt vời. Xong rồi anh em. Oh man, top 1 12 kill này. Quá là ổn. Và tầm này thì kẹo sẽ kết thúc cái video tại đây. Bye bye anh em nha.